đi vào thăm thành cổ Châu Sa ở Quảng Ngãi. Đây là con đường bê tông mình đi vào. Hình như là đi xuống nữa sao? Xuống đoạn nữa sao? Xuống đoạn nữa cái có đường rẽ trái đi vào. À, cái thành bằng đất của hắn đây. Hắn nguyên thủy là cái thành bằng đất mà. Đây là cái thành bằng đất. Và đang có một cái đường rẽ. Có một con hào chạy xung quanh, xưa có một con hào. Đây, đây, đây có này. Hỏi chú rồi đi. Đây. Đó, anh cho em hỏi thăm cái thành Châu Sa mình đi quanh cái bờ rồi chứ mọi người. Phải đi đường đi nha hả? Đi đây hay đi ra ngoài kia? Dạ, ý là thấy cái tường đất rồi chứ mọi. Dạ, cái là đất rồi chứ không? Cái tường đất là giờ mình đi thấy rồi chứ không? À. Dạ, đi vào đây ra thì nó còn một cái tường thành nào còn sót lại không? Cái tường thành á không có luôn à? Chỉ là cái tường đất ngày xưa còn lại thôi. Đó, đi đây không? Rồi. Tường thành Châu Sa của người Chăm Pa xây dựng ở thế kỷ thứ 9. Đây, đúng rồi. Cái tường thành này là người ta xây bằng đất cát, bằng đất. Đất người ta đắp lên thành một cái thành lũy để phòng thủ á, đây. Đúng rồi. Như vậy thì sẽ đi theo cái men đường đây rồi. Ở bên đây là ngồi rồi. Rồi. Bên đây là ngồi đây vị này. Đó này. Đứng ở đây là mình có thể nhìn quay sang lại thấy này. Ở đoạn này là ngồi thành rồi. Đây mình đứng đây là mình sẽ đó thấy chưa? Đó này. Đó là cái tường thành bằng đất này. Đó, cái tường thành bằng đất. Người ta sai xong còn công sự phòng thủ thì nó nằm quanh ở trong này. Đó. Xây dựng từ thế kỷ thứ 9, thứ 10, bây giờ là cũng đã 1.000 năm rồi. Đi thẳng coi này. Đi lòng một vòng này coi thấy còn cái vết tích gì không. Thành cổ Châu Sa này được người Chăm xây dựng để phòng thủ ở phía nam của kinh đô Trà Kiệu. Sau đó đến thế kỷ 15, sau khi vua Lê chiếm cái tòa thành này và đã cho tu bổ trở lại. Hơn 1.000 năm, bây giờ nó chỉ còn là một cái phế tích thôi. Đường xa kia là cái tường thành. Bây giờ cây cối nó đã mọc trên kia, trên thành cũng rất là dài rồi.
thế kỷ thứ 9, thứ 10, đây là các trung tâm hành chính của một cái đô thị ở đây, của một chính quyền ở khu vực này đó. Đây là cái tường thành bằng đất đó, còn nguyên là các bạn đó, đúng rồi. Đây là cái tường thành bằng đất này đó. Đây đây. Đây, đây, đây các bạn đó, đây 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 đây. Đây là chính xác là cái tường thành bằng đất đó. Đi ô tô là không đi được đường nha. Đúng rồi, đi ô tô sẽ không bao giờ thấy được cảnh như thế này. À, nếu mà đi đường này là mình ra gặp được mấy quả nãy. Đúng rồi. Rồi cứ đi đi. Đó. Bà con mình thấy gì đó nghe. Rồi, tường thành bằng đất. Mấy chục năm rồi. Hồi đó để đưa đất lên đây xây dựng mình nghĩ rất là kỳ công hả? Rất là kỳ công. Hồi đó chỉ toàn là sức người hết mà. Mà người ta đắp lên một cái thành lũy như thế này để phòng thủ. Đúng là chỉ có xe máy mới đi được. Đây đây. Chắc ra này tí mình đánh cái đoạn hồi nãy đó. Đó nó chạy lòng vòng đây. Tôi muốn đi theo đường thành luôn đó. Đường này nó bao quanh cái tường thành luôn. Đường hút cua đó nghe. Ừ. Đó, mọi thứ còn rất là hoang sơ. Nếu có điều kiện tu bổ lại thì cũng được. Đúng ra đúng con đường này. Đúng rồi, chính xác. Rồi mình vô lại. Đường nó mình đi đâu mà thì mình đi thẳng đường đây nè, đó đi thẳng 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 thì có gì không ở trong đây là giống như nội thành ngày xưa đó. Còn cái tường mà ngọn đá để mình xem nữa đây. Có bố tổng rồi này kia đó mà. Cái chụp như vậy không biết là có đúng không? Họ nghĩ là có bố tổng mà. Chụp thì mình thấy bốn cổng mà sao mình vào đây mình không thấy nè. Hai thằng lái chỗ khác nó ghép vào ta. Không phải là ở đây chứ. Hỏi cái chị nữa nè. Chị cháu hỏi đi cái thành Châu Sa rồi đi ra hết rồi chị hả? Cái thành Châu Sa là chỗ nào có cổng đi vào mà có cái cổng có hình bằng đá rồi vậy nè, có không chị? Hả? Không còn nữa à? Bây giờ nó không còn cái gì nữa à? Em đi theo thấy cái tường đất nãy giờ thấy tường đất rồi đó, thấy được chú tường đất rồi đó. Nãy em đi vô em thấy là có cái bảng gì nè. Như vậy lên mạng là hắn chụp cái hình khác cũng đưa lên rồi.
Bây giờ là em đi ra này, đi ra luôn. Đúng rồi, mình ra lại cái đường, ra lại cái chỗ nãy đó. Rồi, cảm ơn nhé. Như vậy là thành Châu Sa này không không còn cái gì nữa, chỉ còn là những cái tường đất thôi. Không kỳ thôi đó. Và cái bia nãy mình vào là mình thấy người ta ghi lại. Tí mình xuống dưới kia mình chụp lại cái hình. Thế còn nó không còn cái chỗ nào để mình chụp hết. Hết chỗ rồi. À đúng rồi, ngay chỗ gác đó. Thấy rồi. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Thấy rồi. Thấy rồi. Thấy rồi. Nó còn cái tường thành cái đó. Đây là thành Châu Sa các bạn ạ. À, thành Châu Sa được người Chăm xây dựng vào khoảng thế kỷ 89, bao gồm hai vòng thành, thành nội và thành ngoại, nằm ở địa phận xã Tịnh An, Tịnh Châu. Bờ thành cao hơn 4 mét, mặt thành rộng trung bình 5 mét, đáy thành rộng 25 mét, hào thành rộng từ 40 đến 50 mét. Có nghĩa là phía ngoài kia nó có một con hào mang chất phòng thủ các bạn ạ. Thành Châu Sa là tòa thành đất có quy mô lớn và còn nguyên vẹn nhất so với các thành châm ba khác ở miền Trung Việt Nam. Khu vực của chúng ta đang đứng đây trước trước đó là nội thành các bạn ạ. Hồi xưa nó là nội thành. Còn có đoạn mà hồi nãy mình chạy cho các bạn xem đó là ngoại thành. Đó, đoạn này nó còn còn một cái vết tích các bạn này, đây. Thành Châu Sa này chủ yếu là bằng đất ấy. Đây các bạn này đó. Đây, mình phát hiện ra còn cụ đất ở đây đó. Đây là cái tường thành bằng đất đó, của người Chăm ngày trước đó các bạn này đó, qua hơn 1.000 năm đó, bây giờ nó vẫn còn những cái đoạn như thế này đây đó. Đó, quá trình người dân xây dựng họ cũng phá bớt một phần nào rồi, ở ngày trước nó là như vậy đó các bạn này. Ở dưới này nghĩa là 25 mét, chiều cao khoảng 4 mét. Ở trên đoạn trên này là nó cũng tương đối rộng. Rồi, ngày nay đi vào đây chơi, nhân tiện ghé vào đây thăm thành cổ Châu Sa, gửi đến với các bạn một số thông tin như vậy. Rồi, bye chào các bạn ạ. À.